Cái này là hồng chín chứ đâu phải là hồng giòn. Hồng này là hồng ủ rồi nó mới chín. Dạ. Bây giờ mình ủ ra vô cái đá là nó mới chín. À, đây này, hồng này. Rất là đẹp, màu rất là đẹp. Chín là nó ủ nó đèn nó mới được. Đây là vựa hồng ở Đơn Dương nhá, cô chú và anh chị. Có ai muốn ăn hồng thì cứ đến Đơn Dương. Hồng Đơn Dương đó, đặc sản của Đơn Dương. Đặc sản Đơn Dương có thuốc men gì hết á, hồng là sạch lắm. Giờ nó bắt đầu là vào vụ chính rồi đấy phải không? Chín cũng ngót rồi á. Dạ. Gần ngót rồi. Năm nay nó ít trái lắm. Nhưng mà ít trái thì hy vọng giá nó cao hơn. Không, không có cao, bị Covid vô được đây đi nổi. Bị nó không có bằng mấy năm, giá dạ. Nó thấp hơn mấy ngàn tại vì phí nó cao quá. Dạ đúng rồi. Nên giờ người ta cũng không có tiền ăn nhiều. Giờ người ta giờ cũng không có tiền để ăn nữa. Mình con quay hồng. Quay hồng. À đây là đóng thùng này cho cô chú và anh chị này. Thùng như vậy là bao nhiêu ký? 20 ký. Mà khi thấy có cái máy đánh bóng nữa không? Có cái máy đánh bóng nữa không? Cô chú và anh chị có muốn ăn hồng thì hãy đến Đơn Dương để ủng hộ này. Hồng chín này. Đây là hồng chín chứ không phải là hồng giòn. Sao? Có cái gì? Giỏ hả? Ở trong kho á. Giỏ cứ nằm trong kho, còn mấy cái trong kho.